Hello em Hồng, xin chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em. Thì hôm nay em lên ít đồ chơi để cho tất cả bác chơi. Đó là những dòng tín hiệu, những cái jack tín hiệu jack loa cũng như là micro. Bên em mới vừa về. Thì ở đây thì em về thêm được một số những dòng do tín hiệu để phục vụ tất cả bác nhé. Thì ở đây thì em về là dây ba lăng đực là cái nha bác nha. Cái ra được các bác kết nối từ vang xuống những con đói này, hoặc là những con EQ xuống đói, EQ chuyên nghiệp thì nó hay chơi những dòng rất ba lăng hết nha bác nha. Đấy. Thì dây là sản phẩm mỗi dây là dài 1 mét nha bác nha. Mỗi dây dài 1 mét và giá là 150.000 một dây nha bác nha. 150.000 một sợi, mỗi sợi là 1 mét. Đấy. Bên này cũng thế, bên này là đầu ba lăng ra 6 ly. Đầu ba lăng ra 6 ly nha bác. Cũng là giá là 150k một sợi nha. Đấy. Mỗi sợi dài 1 mét luôn. Đó. Thì ở đây thì em còn một cặp ba lăng một cặp ba lăng của Anh Quốc. Đấy, đầu ba lăng được ra bao cái. Cái này là 450 nha bác nha. 450 một cặp như thế này. Đó. Dây 3.5 ra AV backing của Đức. Backing của Đức nha bác nha. Dài 1m8 đúc nguyên khối liền hết nha bác nha. Đúc liền hết. Và dây này thì có giá là 200.000 một sợi nha bác. 200.000 một sợi dài 28 nha. Bên này thì đây các bác. Dây ba lăng. Ba lăng ra 2 AV. Ba lăng ra 2 AV nha. Mỗi dây là dài 1 mét nha bác nha. Mỗi dây là dài 1 mét. Thì dây này thì có giá là 200.000. 200.000 một sợi nha bác nha. 200.000 một sợi. Rất xấu ly cũng thế là 200.000 một sợi nè. 200.000 một sợi. Đó. Rồi thì đó là những cái dây tín hiệu. Còn đây thì em về được rất là nhiều những cái đầu bắp chuối nha. Bắp chuối rồi để các bác lên lên dây loa. Đó. Bắp chuối hoặc là bông hoặc là mó chim nha bác nha, mó chim. Đấy. Nên cái em mua về cái loại này là nhập về cái loại này là nó chất lượng nha bác. Loại này cái đầu nó dài nha. Đầu dài, cắm nó không bị lỏng và tuột. Còn có một cái loại nó ngắn hơn nữa. Cái đầu nó ngắn hơn này tí. Giá nó tốt hơn, giá nó rẻ hơn. Thì đầu đó thì bên em vẫn có nha bác nha. Vẫn có, nhưng mà em không có đưa lên đây. Đó. Với cái loại này á, thì giá là 40k một đầu nha các bác nha. 40.000 một đầu như thế này. Đấy, đầu được mạ gold, cực kỳ là chất lượng nha bác. Đấy. Đầu bắp chuối nha, cho các bác nào lên dây. 40k một đầu, các bác nào lấy thì alo em. Này là cái jack bít cong. Jack bít cong hay là các bác còn gọi là jack new chick nha bác nha. Jack new chick. Đấy. Hàng chất lượng. Bên em nhập về để phục vụ cho tất cả bác. Các bác gắn vào những cái chui lo, chạm lo hoặc là những cái chạm những cái đường tín hiệu đầu ra của đáy thì nó đều, thì những cái con đáy chuyên nghiệp thì nó sẽ có những cái jack new chick như thế này để các bác gắn vào nó rất ok. Đó. Thì jack new chick hay còn gọi là các bác gọi là jack speed cong á, speed cong này, hoặc là ở đây thì các bác thấy là new chick này. Đó. Thì giá của cái này thì là 45.000, 45.000 một đầu như thế này nha bác nha. Đấy, hàng xịn nha bác, 45.000 một đầu. Đó. Thì ở đây thì em về được là những cái đầu 6 ly rồi. 6 ly rồi này. Đầu 6 ly rồi và ở đây là đầu 6 ly rồi thì có giá là 30.000. 30k một đầu nha bác nha, 30k một đầu. Còn cái đầu ba lăng rồi này, ba lăng đời thì là ba đây là ba lăng đực, đây là ba lăng cái này, ba lăng cái này các bác, đây là ba lăng đực thì đồng giá đều đồng giá là 40k một đầu này, đây là 30k nha bác nha, 30k một đầu, còn đây là 40k một đầu luôn, đó, đây thì 45k một đầu, đó, giờ này thì 200.000 một sợi này, đây 200.000 một sợi này. Đây cũng 200.000 một sợi này.
450 này, 450 ngàn một cặp này. Đó. Đây là 150 ngàn một sợi này, 150 ngàn một sợi nha bác nha. Đấy, thì nói chung là về những dòng sản phẩm chất lượng nhưng giá bình dân cho cả bác. Đó là đều là dây, là dây summer của Đức nha bác nha, dây bãi summer của Đức, đó chất lượng nha, đồng xịn luôn. Đó. Và ngồi đó là em về được mấy cái cây micro của hãng Sutec Pro, thì 2, 4, 6, 7 cây Pro 700 và 3 cây Pro 600, tổng cộng là 10 cây nha bác nha. Đó. Pro 700 á, thì em mở ra cho cả bác xem. Pro 700 này, hàng xịn sò nha bác nha, hàng xịn sò và rất là đẹp nha bác, cực kỳ là đẹp luôn nha. Đấy, cầm rất là nặng và đầm tay. Đấy, Pro này, Sutec Pro đây các bác, Sutec Pro Audio này, Make in Utah nha. Đấy, hàng rất là chất lượng nha bác, rất là chất lượng luôn. Thì với tay mic Sutec Pro 700 thì giá hiện tại bên em đang bán với mức giá là, giá đợt này nó về là giá tốt cho các bác, 2,2 triệu đối với dây 5m và 2,3 triệu đối với dây 7m nha. Dây là dây xịn, dây summer của Đức luôn nha bác nha. Đó, chứ không phải là dây chợ nha. Đấy. 2,2 triệu là dây 5m và 2,3 triệu là dây 7m đối với là Sutec Pro 700. Còn về Sutec Pro 600 thì có giá là 1,7 triệu đối với dây 5m và 1,8 triệu đối với dây là 7m. Đấy, 1,7 triệu đối với dây 5m và 1,8 triệu đối với dây 7m nha bác nha. Thì các bác nào có nhu cầu thì alo cho em này. Hàng Pro Sutec 600 này gọi là đỉnh cao của những dòng mic không dây của Mỹ nha. Đấy, nên là có và hoặc là dòng 700 này. Rồi các bác chơi thì alo cho em nha. Đấy. Về được coi chỉ có mấy cây thôi nha bác nha. Hàng này nó rất là ít, không có nhiều nha. Đấy. Rồi ok các bác, thì các bác lựa chọn những dòng sản phẩm nào thì alo trong phố hôm này, mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho em qua số điện thoại là 0363 10459 hoặc là 0363 6 4 8 7 0 7 hoặc là 0393 10459 nha. Rồi em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video sau.